Cô ơi, sao đô la dạo này giá cao? Cao là phải, các bạn biết tại sao mà đô la dạo này giá cao không? Ở bên Hàn Quốc này cũng giá rất là cao. Tại sao không? Không phải đồng tiền của các nước nó rớt giá. Các bạn biết tại sao mà dạo này không phải là do chiến tranh ở Ukraine với bên Nga mà đòi tiền đô nó cao? Không phải là chỉ một phần nhỏ thôi, một phần 10 trong cái vấn đề mà đô la nó giá nó cao mà thôi. Các bạn có biết tại vì sao mà đô la bây giờ giá nó cao ngất ngưỡng không? Nhiều người chắc nhiều người có dịp bây giờ có nhiều người có học tài chính hay học hóa đơn khuôn đối ngoại cỡ nào cũng không bao giờ mà hiểu được tại sao mà đô la nó cao như vậy. Các bạn biết tại sao không? Để cô nói cho các bạn mở mang thêm, các bạn hiểu thêm cái những cái kiến thức như thế này. Ngày xưa thằng Tàu nó dự trữ nguồn đô la, là dự trữ nguồn đô la rất là nhiều. Các bạn biết không? Đó, dự trữ nguồn đô la rất là nhiều. Bởi vậy khi mà đô la khan hiếm thì đô la cái giá nó cao, thì thằng Tàu nó tung ra nó bán. Nó bán như vậy làm cái đô la giảm nhiệt. Bởi vì cái giữ đồng đô la nó ở cái mức, ở cái mức gọi là bình dân đi, không có cao. Đó thì những năm gần đây đó, vừa từ cái vụ Covid mà đổ đổ lại về đây đó các bạn, thì hai bên thương chiến, thì bên Mỹ bên Trung nó thương chiến với nhau, nó rút hết tất cả, thằng Mỹ nó rút hết tất cả những cơ sở hạ tầng, những cái mối làm ăn bên Tàu đi đó các bạn. Thì thằng Tập Cận Bình nó trả đũa, nó ghét, nó không giữ nguồn đô la nữa đó, các bạn hiểu không? Thằng Tập Cận Bình nó không giữ nguồn đô la nữa, những nước nào làm ăn với nó đó các bạn, mà nó đè đầu cởi cổ được đó, ví dụ đó là điển hình như là tại Việt Nam nó buộc là phải dùng vàng để đổi nguồn thực phẩm, lương thực thực phẩm của nó. Tại vì bên Việt Nam là phụ thuộc kinh tế 100% vào thằng Tàu, bây giờ nó yêu cầu dùng vàng để đổi nguồn thực phẩm, không cần đô la nữa. Nó đang hạ bệ đồng đô la, nó muốn hạ bệ đồng đô la, nó không dự trữ nguồn kiều hối nữa, ý không dự trữ nguồn đô la ngoại hối nữa, các bạn hiểu không? Bởi vì tại Việt Nam bây giờ vàng nó cao ngất ngưỡng là vậy. Bởi vì Đảng Đĩ Cộng sản phải làm sao để có vàng mà để mà mua bằng mọi giá để có mà đổi kinh tế thằng Tàu. Bởi vì ở Việt Nam nó lạm phát, giá cả lạm phát như vậy. Tại Việt Nam chúng ta không làm ra được nền kinh tế, Đảng Đĩ nó không cho người dân chúng ta, những nhà tư sản ngóc đầu lên, không có làm ăn được kinh tế. Bởi vậy phải phụ thuộc kinh tế thằng Tàu. Đó, người dân chúng mày đi cướp giết hay đi nước ngoài làm đĩ làm đồ cu ly hay giết người cấp của, làm sao có đéo cần biết để có đồng tiền mua cái thực phẩm của tao ăn mà thôi. Mà mày muốn đổi các cái nguồn lương thực thực phẩm giao thương của tao thì phải dùng vàng. Bởi vậy Việt Nam vàng, chỉ có Việt Nam là vàng cao ngất ngưỡng như vậy. Bởi vì Đảng Đĩ Cộng sản phải dùng tiệt kiệt đủ mọi cách để lấy vàng để mà trao đổi kinh tế với thằng Tàu. Đó, bởi vậy thằng Tàu bây giờ nó không dự trữ nguồn đô la nữa, thì bởi vậy cái nguồn đô la đó nó mới tới tay những người nghèo. Các bạn hiểu không? Ngày xưa thì thằng Tàu nó dự trữ nguồn đô la nó quá nhiều đi, bởi vì những người mà có tiền họ muốn dự trữ đô la cũng không thể nào mà mua được. Các bạn hiểu không? Dự trữ nguồn đô la cũng không mua được, thì ngày nay thằng Tàu nó không dự trữ nguồn đô la thì cái nguồn đô la nó mới đi, nó rẽ trăm phương ngàn hướng đi đến những tay những người mà nhỏ lẻ. Bây giờ đô la có cao cỡ nào cao đi nữa, mà thí dụ mà 100 người như cô giữ đô la thì một người giữ đô la được bao nhiêu? Bây giờ cô bán ra thì cũng được, là giá đô la cũng đâu có hạ nhiệt được. Ngày xưa thằng Tàu nó dự trữ nguồn đô la quá lớn, khi mà đô la khan hiếm thì nó tung ra nó bán, nó có lời, nhưng mà bởi vì đồng đô la nó mà hạ nhiệt xuống. Bây giờ đô la nó cao ngất ngưỡng càng càng cao, thì những người nhỏ lẻ mua mua như cô thì làm bán, ví dụ bây giờ những người như cô làm sao mà dự trữ nguồn đô la bằng cả một cái chế độ Trung Quốc được đó. Bắt đầu phải 100 người như cô mà ai cũng muốn bán đô la ra đâu, có người mua giữ của ta làm luôn đó. Bây giờ cô giờ đô la lên cô càng bán, cô bán ra được bao nhiêu? Bởi vậy không bao giờ đô la mà nó hạ nhiệt được, từ đây sắp tới đô la vẫn cao ngất ngưỡng ngất ngưỡng. Mà đô la cao như vậy Mỹ đâu phải mà nó sản xuất đô la nó bán đâu, nó in đô la nó bán, nó đâu có dám, bộ nội nó cũng không dám nữa, nó có chuẩn mực hết. Nếu mà nó in ra nhiều quá thì nguồn đô la nó rẻ, khi mà người ta không dùng đô la nữa thì nó không có nguồn kinh tế để đổi, không có vàng để đổi, làm sao nó dám in ra được nữa. Đó là cái chính sách của người ta. Bạn nào có học về bên tài chính thì các bạn đã hiểu, hay quản trị kinh doanh thì các bạn sẽ hiểu. Đó, bởi vậy ngày xưa thằng Tàu nó giữ nguồn đô la nó quá lớn, bởi vì cái nguồn đô la không tới tay những người mà nhỏ lẻ như cô muốn dự trữ chẳng hạn, không có tới.
Bây giờ nhờ thằng Tàu nó không dự trữ nguồn đô la, nên cái số lượng nguồn đô la nó quá lớn, nó đi khắp nơi mà đi vào những tay nhỏ lẻ, người ta mua dự trữ cho người ta, mua người ta dự trữ phòng thân cho người ta, đâu có bán ra làm cái đéo gì. Tại đâu mà một người, hai người, cô, trăm người như cô bán ra được bao nhiêu, bán là bao nhiêu cũng không làm đô la nó hạ nhiệt được. Chứ cái ngày xưa thằng Tập Cận Bình nó dự trữ nguồn đô la quá lớn, mà hiểu không, người vượt qua quá lớn, bởi vậy đô la mà khan hiếm mà nó tung ra nó bán có lời, mà ngược lại làm đồng đô la nó giảm nhiệt, nó giữ đồng đô la ở cái mức nó hoài như vậy. Bởi vì thằng Tập Cận Bình có khôn mà không có ngoan, chơi Mỹ cuối cùng đâu có được các bạn, nó không giữ nguồn kiều hối, nó không giữ nguồn ngoại hối, thì bây giờ đô la càng càng cao, Mỹ càng có lời hơn nữa, các bạn thấy không, cỡ nào Mỹ cũng có lời hết, các bạn thấy không, đô la càng cao ngất ngưỡng, Mỹ còn có lời thêm nữa, lời hơn ngày xưa mà thằng Tập Cận Bình nó giữ. Bởi vậy tụi cái tụi châu Á này, cái lòng ích kỷ của nó chỉ có hại nó mà thôi đó. Các bạn nên nhớ, trong người châu Á lòng ích kỷ thì thôi là khỏi phải chê, bởi cái tụi Trung Quốc này lòng ích kỷ của nó trả đũa các bạn. Bây giờ những cái tên đường, tên phố của nó, hay những cái biểu thị đồ ngày xưa, bây giờ đâu có dùng tiếng Anh nữa đó. Bây giờ mà khi mà hàng quá, bởi vì cái thứ ngu nè các bạn, bởi cô nói cái ngu của thằng Tập Cận Bình cho các bạn nghe, nó xóa bỏ hết không dùng tiếng Anh đó, không dùng tiếng Anh, mà nó buộc các nhà sản xuất mà hàng hóa nhập vào Tàu thì phải để ký hiệu Tàu, thì người ta cũng để ký hiệu, đâu có mắc mớ gì. Nhưng mà khi thằng Tàu mà xuất hàng ra nước ngoài đó, mà dùng tiếng Anh mà để giải thích, hay để mà để cho mà để phải phải đóng thuế tiền ngôn ngữ nước ngoài nữa, bạn thấy ngu rõ ràng chưa? Trời ơi, vui hết sức vui không? Đó, trong khi nó buộc tất cả các nước là phải xuất khẩu hàng hóa vào Tàu đó thì phải là để ký hiệu, là phải để là phiên âm tiếng Tàu, cho dùng tiếng Tàu để cho người dân bán. Mà bây giờ cái sản phẩm của nó mà muốn xuất ra, nó xuất ra nó để tiếng Tàu thì mẫu nổi ai biết mua. Từ khi ra xuất Tàu hàng hóa nó không có bán được nữa, người ta không biết người ta mua đó. Bắt đầu nó dùng tiếng Anh, thì dùng tiếng Anh thì bên các nước mà tư bản thì người ta ngăn chặn. Bây giờ anh sử dụng tiếng Anh mà để đi vào cái, để cho cái sản phẩm đi vào các nước thì anh phải đóng thuế qua cái người, tiền ngôn ngữ dùng tiếng nước ngoài. Bởi vậy nó thua, nó ngu. Bởi vậy ở bên đây á, đài truyền hình báo chí người ta bình luận, người ta cười đau bụng các bạn đó, ngu trả đũa người ta. Trời ơi, thời buổi này là thời buổi kết nối liên kết, không có sống riêng lẻ được, nên nhớ như vậy. Trả đũa cái gì, trong khi Mỹ và các phương Tây người ta rút vốn đi, cái nó tức, nó ghét người ta, cái nó xóa hết tất cả các tên đường mà để phiên âm tiếng Anh, nó để hướng dẫn tiếng Anh các bạn, để cho người ta đi đi đó. Ví dụ Sài Gòn mà ví dụ Sài Gòn thì ví dụ Sài Gòn đi, để đây mà để tiếng Anh vô, ví dụ Sài Gòn mà tiếng Nôm thì để đây mà tiếng Anh vô cho người ta biết đi, em nó xóa sạch hết, không dùng ngôn ngữ tiếng Anh nữa, nó quê đó các bạn, nó quê, nó trả đũa người ta. Trả đũa gì, trời ơi, mắc trả đũa. Họ làm cách nào, tôi nói là lưu manh cỡ nào, lưu manh cũng mà có mắc dạy cỡ nào, lưu manh mà có khôn lõi cỡ nào cũng không qua người khôn có học. Cô đã từng nói lúc trước, cô viết mấy cái đoạn triết á, về cái vấn đề này nhiều lắm, bị đánh sập hết trơn. Thật sự người có học bao giờ cũng hơn những người không học, hơn cả những kẻ lưu manh, các bạn thấy. Bởi vậy ngày nay cô giờ cái thằng Tập Cận Bình mà cô cười đau bụng, không dùng tiếng Anh đó, xóa hết ha. Đó là buộc người ta hàng hóa vô phải ghi là phiên âm tiếng Tàu để cho bán được. À, người ta ok, người ta đóng thuế đâu, thuế đâu à, đóng thuế đâu đó, đóng thuế yêu cầu người ta ok, người ta vẫn vui vẻ thôi. Trời đâu, sòng phẳng mà vui vẻ thì lấy tiếng Tàu vô thì ok, biết sao hàng hóa, tại vì họ biết người dân họ cần sản phẩm đó. Bởi vậy họ đâu có cần, đã đâu họ họ đâu có nhất thiết mà phải làm khó làm dễ gì. À, mà mày muốn tiếng Tàu thì lấy tiếng Tàu vô, tuy nhiên mày mà để tiếng Anh đi ra nước ngoài là đâu phải đóng thuế tiền ngôn ngữ. Đó, trời ơi, bên đây người ta bình luận, báo đài này bình luận, người ta cười đau bụng các bạn. Đóng tiền ngôn ngữ cho tiếng Anh đó, tiền quản lý ngôn ngữ đó các bạn, đóng thuế đó, thuế phần trăm đó các bạn đó. Nếu mà để tiếng Tàu đi bán là đâu ai mua, đâu ai biết mẹ gì đâu, trên thế giới người ta đâu có biết. Ở xứ tư bản mà, các nước tư bản là các nước ăn xài dữ dằn đó các bạn, thấy không, người ta mua số lượng hàng quá lớn nhiều, các bạn thấy không, hàng hóa lưu thông buôn bán nhờ nước tư bản không, người ta mua không. Đó, bây giờ dùng tiếng Tàu ai mua? Không có hàng này thì vừa dùng những hàng khác, có nhiều mặt hàng khác bao la. Trời, đất nước tự do mà mậu dịch mà. Đâu có ai mà đầu cơ, dám đầu cơ đâu.
cũng đâu có ai dám mà độc quyền được. Thời buổi này đã có nói thời buổi từ buổi kết nối liên kết, đâu có ai mà độc quyền được, tự do mậu dịch mà. Bảo vậy bây giờ nó dùng tiếng Anh bí quá là buôn bán không được, bắt đầu bí quá bắt đầu dùng tiếng tạ tiếng Anh vô để phiên âm vô để cho tao biết tao mua sản phẩm à, khi mà dùng tiếng Anh vô ha là bị bên tiếng Anh người ta phải buộc đóng tiền ngôn ngữ đó. Bạn thấy ngu, một một năm như vậy tốn biết bao nhiêu tiền đóng ngôn ngữ, luật mà người ta luật mà. Bởi vậy bà khôn quá nó hóa ra dạy các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà cô nói vụ cái nguồn đô la đó các bạn đó, như cái bạn này hỏi là nguồn đô la đó, đó đấy. Ngày xưa đô la bao nhiêu thằng tàu nó mua hết, nó mới để ra nó hãm cái giá đô la đó các bạn, hãm hãm mày mua thì mày được, mày mày cứ mua à, đâu mắc mới gì Mỹ mà giờ mày mua hay không mua gì đô la của Mỹ cũng đâu có in thêm được đâu, cũng nhiêu đó là nhiêu đó thôi à, đó giữ hết bây là bây giờ nó ghét Mỹ nó không giữ, nó buộc những đất nước mà độ mà dưới trướng của nó đó các bạn phải mua hàng phải sản phẩm của nó thì phải dùng vàng đâu dùng nguồn đô la, cô đã nói rồi các bạn. Bây giờ các bạn thấy không, bởi bởi nguồn đô la từ đó nó mới tung ra khắp nơi đó, mà những người nhỏ lẻ người ta mua ta giữ suốt đời, cái chuyện gì dữ lắm tao mới bán chứ đâu phải mua đi bán lại đâu các bạn. Bây giờ ta giữ hết, bây giờ càng giữ vậy, bởi vậy nguồn đô la ra bao nhiêu người ta giữ hết, bao ta giữ hết, bây giờ ta giữ hết, nhỏ lẻ là giữ hết. Cái lòng tông nó rỉa đó các bạn, nó giữ hết. Bởi vậy đô la càng ngày càng khan hiếm, giá càng cao. Mà Mỹ cái đâu dám in ra thêm, đâu có dám. Trời ơi. In ra rồi những người lúc mà người ta không dùng tiền đô la thì lấy gì mà lấy kinh tế đâu mà trả cho người ta. Lấy kinh tế đâu mà trả cho người ta để lấy nguồn đô la lại. Vàng đâu mà bung ra mà lấy nguồn đô la lại. Đâu có dám. Trời ơi, cái đầu những người mà có học trò nước Mỹ mà nó nói nước nước Mỹ là trí tuệ IQ hàng đầu thế giới mà các bạn yên chí, chính sách người ta là khỏi, các bạn thấy không? Bởi vậy cô trả lời cho các bạn nghe như vậy đó. Ngày xưa thằng Tập Cận Bình nó giữ đô la quá nhiều, bây giờ đô la không tới tay những người nghèo, những người nhỏ lẻ ngày nay tới, mà bây giờ đô la tới tay của những người nhỏ lẻ họ đây họ giữ mẹ nó trơn, như cô giữ mẹ giữ một đống đây nè, rồi bắt mẹ đây bỏ vào giỏ rồi đó, cô giữ một đống đây bây giờ có bán rồi đó, có đâu bán đến muốn làm của gì bán. Bởi vậy đô la càng ngày càng cao, không bao giờ mà tuột hết, đô la ngày cao cao ngất ngưỡng cao ngất ngưỡng đó. Cô chỉ nói đơn giản cho các bạn hiểu tại sao nguồn đô la nó cao như vậy, nó cao, đô la càng ngày càng cao không bao giờ giảm đâu các bạn. Tiếp tới các bạn biết không, thế giới bây giờ đó các bạn ở những anh chị em nào mà đang sống bên Hàn Quốc nè, các đó đặc biệt Hàn Quốc thôi, cô thấy đây cô nói đây thôi, các bạn thấy dạo này á cái là cái số lao động người cái số lao động nước ngoài đến từ Nga đó các bạn, tại sao nó gia tăng mà thằng nào thằng nấy đô con be co, các bạn biết cái nguồn lao động này từ đâu không? Tất cả những binh sĩ của thằng Nga mà đi qua Ukraine đó, người ta chán cái chế độ mắc dạy của thằng chó đẻ Putin, và đặc biệt là những phe đối lập với thằng Putin nữa, người ta ghét và chán. Khi mà họ họ chấp nhận họ tòng quân để hay khi họ đi qua đất nước Ukraine, họ sẽ đầu hàng Ukraine đó, đầu hàng Ukraine, và Ukraine sẽ cho họ một cái chớp, thế giới người ta bật đèn xanh cho những binh sĩ Nga một cái chớp để cho họ đi sống khắp nơi trên thế giới, ai có thân nhân thì đi, còn ai không có thân nhân thì đi đến những đất nước mà xuất khẩu lao động thì đi làm. Thì ngày nay thì cái số của binh sĩ Nga đi đến đất nước Hàn Quốc này lao động rất là nhiều, thế giới người ta bật đèn xanh, người ta làm cho suy yếu cái quân lực của cái đà thằng chó đẻ Nga Putin này. Bởi vậy những người dân Nga người ta rỉ người này rỉ tay người kia, người ta rỉ tay người nọ. Bởi vậy bây giờ thằng Putin kêu người ta kêu kêu người dân Nga đi mà đi binh lính, tụi nó hăng hái lắm, đi để có cái cớ đi qua Ukraine ha, rồi đầu hàng, rồi Ukraine sẽ và thế giới người ta sẽ có cách, người ta sẽ có cái chớp để cho những binh sĩ này giải tán đi ra nước ngoài hết, không còn ai chiến đấu cho thằng Nga nữa. Bởi vì thằng Nga nó thua nó tức lắm, bởi vậy mình những gặp những người Nga họ nói thằng Putin giờ nó trời ơi, nó không còn sống được bao nhiêu đâu, nó tức lắm. Bây giờ binh sĩ Nga mà đi qua Ukraine được rồi là họ đầu hàng Ukraine, Ukraine sẽ cho họ cái chớp để cho họ đi khắp nơi thế giới để không còn mà chiến tranh, không còn mà đấu với quân Ukraine nữa. Bởi vậy ngày nay những anh chị em nào mà thấy thấy những công dân Nga mà đi qua những người lao động Nga bên Hàn Quốc này cao to đô be này, còn hầu hết là trong binh sĩ Nga mà ra hết. Bà đây, bà là biết rành số 1.